Liên đoàn Lao động huyện Định Quán phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện tổ chức giải cầu lông kéo co công nhân viên chức lao động huyện Định Quán năm 2023. Đây là giải thể thao lớn nhất kể từ sau đại dịch COVID-19 nay được tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng rộng rãi trong cán bộ công chức viên chức, đoàn viên và người lao động. Trong ngày thi đấu thứ nhất, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng các vận động viên và cổ động viên đã có mặt từ rất sớm để tham dự lễ khai mạc. Đây là giải thể thao thu hút số lượng lớn vận động viên và cổ động viên lớn nhất từ trước đến nay, với trên 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động đến từ gần 100 công đoàn cơ sở, thuộc tất cả các khối như khối doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp và khối xã thị trấn. Với mục đích duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo điều kiện cho các vận động viên gặp gỡ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm thi đấu, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, sức khỏe để lao động và công tác, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi thiết thực, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp và chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023. Rất là vui, công tác tổ chức rất là hoành tráng, rất là mọi người rất là cổ vũ tinh thần, và các vận động viên tham gia cũng rất là đông hơn mọi năm, mỗi một ngày mỗi một đông lên, một vận động viên chơi rất là hay, rất là nhiệt tình, trong đó là kể cả là cổ động viên, và cái cách tổ chức cũng rất là hoành tráng và rất là đẹp trong cái cuộc thi thi đấu của các xã. Cảm nhận đây là một sân chơi rất là vui vui tươi và sôi động. Tất cả mọi người đều rất là hào hứng tham gia tất cả các môn thi đấu của ban tổ chức. Em đến đây để cổ vũ cho đơn vị của em, nhưng mà khi mà đến thấy không khí sôi động và cái tinh thần nhiệt huyết của tất cả mọi người như vậy thì em cổ vũ cho tất cả các đội dự thi ngày hôm nay, và em cảm thấy đây là một sân chơi rất là lành mạnh. Có thể gắn kết tất cả mọi người lại với nhau và tạo cho chúng ta một cái mối quan hệ tốt hơn trong công việc cũng như là thể thao. Đối với môn cầu lông, có 52 công đoàn cơ sở đăng ký tham gia tranh tài ở 3 nhóm tuổi, với các nội dung thi đấu đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, lứa tuổi từ 18 đến 30 tuổi, lứa tuổi từ 31 đến 40 tuổi và lứa tuổi từ 41 tuổi trở lên. Đối với nội dung kéo co nam nữ, mỗi đội thi đấu chính thức gồm 10 vận động viên, 6 nam và 4 nữ, có 58 công đoàn cơ sở tham gia. Đây cũng là nội dung thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, mang lại bầu không khí vô cùng vui tươi, phấn khích, giải tỏa những mệt nhọc sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng ở cơ quan đơn vị. Sau 2 ngày tranh tài, kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 8 giải thưởng cho nội dung kéo co, gồm các giải nhất, nhì, đồng, giải ba và 4 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất thuộc về công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Phú Cường. Đối với môn cầu lông, có 36 giải thưởng được trao cho các cặp vận động viên có thành tích xuất sắc trong từng nội dung thi đấu nhóm lứa tuổi.